Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình Hero Game. Và hôm nay là Chủ nhật có video về thương nhân thời không. Trước khi vào video thương nhân thời không, chúng ta đi quét con rồng này, coi con rồng này nó cho cái món vũ khí như thế nào nha các bạn. Đâu, rồng ơi là rồng. Đâu, con rồng này được X 3 luôn. Ổn, coi như là có cái này xài được nè. Cái này ok, cũng để xài chơi nè. Còn cái này thôi kệ nó đi. Có còn hơn không. Nói chung là rồng mà cho đồ là phái à. Mà cho X3 luôn nữa, nó mới thấy ghê là. Bình thường quét có đâu. Đâu quét ra X3 vậy. Mai quay tướng nghi quá à. Chết luôn á. Ok, đến với thương nhân thời không. Xem thương nhân thời không hôm nay có cái gì để các bạn. Mình chắc cũng không có đồ để mà mua không có đá để mà mua được đồ nhiều đâu. Để mua tạm tạm đồ này kia thôi. Để chừa đá mà 10k này nè. Ngày mai quét thiết luyện xuyên không nữa mình được mấy trăm nữa các bạn. Chắc cũng 800 nữa chạy ra mà anh cũng được đến cái ngày đó thì mà anh cũng được là 30 vé. 30 vé mà trước khi qua cái bữa hôm trước á, mình quay ở bữa thứ hai đó thì mà hôm mai không biết sao mà ngày thứ tư hay thứ năm gì đó mình được 30 vé. Rồi mình cũng vớt vô luôn rồi. Vớt vô để kiếm mà không có các bạn. Ok, vé Anarchy cần thiết ha. Cần thiết để luyện Anarchy, bây giờ mình chủ yếu là sẽ luyện Anarchy nhiều hơn. Cái này chắc khỏi mua đi, tốn đá quá, 600 đá lận. Rồi không còn gì để mua. Giáp kè, trang sức kè, bình xịt kè, vận mệnh kè. Tiết kiệm đá. Tôi tiết kiệm đá đó. Vận mệnh là phải mua. Dù gì cũng 3 mảnh, không mua cũng được. Trang sức cho phi kè, 400 luôn. Mua lỡ nó vớt cái huân chương thợ rèn cũng ngon. Trời ơi, mất mấy vé luôn á. Cái này nó phiêu quá các bạn. Bỏ thì tiếc, mà mua thì hết đá rồi. Bây giờ mình phải làm sao? À, cái bình xịt này giảm 50 nè. Vớt cái bình xịt này 30 đá thì không tiếc lắm. Cái giáp thì thôi từ từ đi. Dạ, giáp mình mua được, nhưng mà trang sức á, thì một tuần nó chỉ cho có một lần thôi, rồi một tháng cũng cho mua một lần thôi. Rồi mua hên xui ở cái 300 vinh dự nữa. Thôi vớt đi, kệ nè. Lỡ nó hên ra thợ rèn. Đù, nó ra thợ rèn. À đù rồi. Lòng vũ thiền sứ nó bị ghê. Rồi mua cái tự động bằng tiền sao mà. Ủa man còn bao nhiêu cái nữa ta? Trời, còn tới 78 cái luôn. Đã bị dụ mất 400 rồi. Á, à, tinh thông à, cạnh tranh thường kệ nó ơi. Đã bị dụ mất 400 rồi. À, á chù. Trang sức nữa kìa. Căng thiệt ta. Bé được khi nữa kìa. Tôi mới để dành được có một ca đá thôi đó nha. Lông này thiệt. Lông là lông tính là hốt hết của tôi luôn hay sao á. Vé cũng hốt rồi nè nha. Rồi đồ đạc này kia. Đá 10k mấy trong cái banner này. Rồi vé cũng là mấy chục vé luôn. Tổng thiệt hại cho cái banner này của Zơ Long là 330 vé rồi. Nhan Long nhan. Bây giờ Long cho cái trang sức nào ngon ngon chứ. Cái Long Vũ Thiên Sứ nãy là mệt lắm. Chịu luôn. Chết cha. Mua hết 1.000 luôn rồi. Căng nhờ. Ở đâu có đá nữa ta. À, làm đây có được 30 đá rồi. Vô là vớt nó là được rồi. Trời, làm chắc tới đó chắc được 12 vé cộng với 3 vé, 15 vé cộng với khoảng chục vé nữa. Ôi sao được có 25 vé à. 25 vé mà quay con phiêu quá. Phiêu quá lô ly ơi.
Phiêu quá. Để thứ hai, để thứ hai giúp. Rồi ok, ngày hôm nay man bị Zalong nó dụ là hết 800 đá vào trong hai cái trang sức rồi các bạn. Tại vì mình cũng phải mua trang sức thôi, nếu như mà nó có thì mình cũng phải mua. Nhiều khi nó có trang sức đồ ngon ngon, nhưng mà tỷ lệ ra đồ cùi thì nó cũng khá là nhiều. Vì trong đây một tháng mình mới được mua một lần cái hộp nước giải khát SSR nè. Rồi cái gì ta? À một tuần nó cho một lần. Một tuần nó cho trang sức một lần. Thì cái chỗ nào mình mua được thì mình mua thôi. Như ở đây nè. Ngày sau có làm mới gì không? Này 150 đúng không? 150 với lại 300 ok. Chừa lại mớ cũng được. Đây có thêm cái SSR nữa coi. A trừ 330 cái nữa coi. Lỡ rồi chơi luôn. Thôi dẹp mà. Chơi đây luôn nè. Á. À, quay cho cố lên rồi bây giờ là được quá trời luôn. À, chàng sức ha. Chàng sức. Ma thạch 19 ngày sau mới làm mới. Thì mình chừa lại cho nó là khoảng đâu trích ký ức. Ồ có 5 điểm à. Rồi, mua được một cái các bạn. Hai cái là 5k6 đúng không? Chơi luôn. Chơi hai cái luôn. Mặt nè. Yeah. Yeah. Cái thứ ba. Ổn. Ngày nay mua mua 4 cái trang sức luôn. Ghê thật, ghê thật. Yeah. Hương dương vớ vương. Không biết con nào xài đây. Nói chung là bữa nâng cho cái con gì con Landy rồi rốt cuộc rồi đem cho cái con Helena nó cầm luôn rồi. Rồi bây giờ là cổ biết là nâng cho con nào xài nữa. Đâu rồi, mình được ba cái đó bạn. Hiện tại có một cái con Helena nó cầm, còn hai cái nữa thì chưa có nâng. Đây cái Helena nó cầm nè. Phù bộ trăng tròn, công được 9, huân chương bá vương. Đây thêm cái nữa, đây thêm cái nữa. Ok, mình có ba cái. Ok, ngon. Ngày nay mua trang sức cũng không phí chút xíu. Ok, được cái ngon. Rồi game Mario xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chúc các bạn ngày chơi game vui vẻ. Mario xin chào và hẹn gặp lại các bạn.